Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay thầy Lữ lại gặp các em. Và chúng ta đã biết rằng nếu học mà không luyện tập, không ôn luyện thì chúng ta sẽ quên. Giống như là dao mà không mài thì nó không bén vậy đó. Kiến thức chúng ta sẽ lụi dần như con dao cồn. Vì thế, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập lại chương 1, các loại hợp chất vô cơ. Trước hết các em cần nhớ các hợp chất vô cơ được chia loại như thế nào. Phần này các em tham khảo sách giáo khoa trong 42 nhé. Thầy nhắc sơ lại là hợp chất vô cơ chia thành 4 loại chính. Đó là oxide, acid, base và muối. Và mỗi loại là chia thành 2 nhóm chính. Oxide thì chia thành basic oxide và acidic oxide. Acid thì chia thành acid có oxygen và acid không có oxygen. Base thì chia thành loại tan và không tan. Muối thì chia thành muối trung hòa và muối acid. Phần này các em tham khảo sách giáo khoa trang 42. Phần kiến thức thứ hai là tính chất hóa học của chúng. Bảng này các em nhìn quen không? Từ basic oxide chuyển thành muối, chúng ta có cách nào? Basic oxide có thể tác dụng được với acid và tác dụng với acidic oxide để tạo muối. Chuyển đổi thứ hai, từ acidic oxide tạo muối, chúng ta có thể tác dụng với base tan hoặc basic oxide tan. Thấy acidic oxide thì base hoặc basic oxide đó phải tan. Chuyển đổi thứ ba, từ basic oxide thành base thì các em cho nước vào. Chuyển đổi thứ tư, từ base chuyển thành basic oxide. Tính chất này chỉ đúng với các base không tan, chúng ta nhiệt vân lên. Và chuyển đổi thứ năm, kỳ trước nhắc rồi ha, từ trên đổ xuống thì chúng ta chỉ việc rót nước, nó sẽ chuyển thành acid. Chuyển đổi sáu, từ base sang muối. Có những cách nào? Thứ nhất, phản ứng không điều kiện, tác dụng với acid. Thứ hai, là lại phản ứng có điều kiện, tác dụng với acidic oxide thì base nó phải tan. Hoặc tác dụng với muối thì cả base và muối đều phải tan. Để tạo thành muối mới và base mới, sản phẩm phải có chất không tan. Chuyển đổi thứ 7 từ muối sang base và chuyển đổi thứ 8 từ muối sang acid. Kỳ trước học rồi, muối sang loại nào thì cộng loại đó. Vậy muối sang base thì cộng base, muối chuyển thành acid thì cộng acid. Vậy tính chất hóa học của muối vẫn phải nhớ điều kiện phản ứng nhé. Hai tan tạo tủa hoặc khí. Và chuyển đổi cuối cùng, chuyển đổi thứ 9, từ acid sang muối. Thì acid có những tính chất hóa học nào để chuyển thành muối? Tính chất thứ nhất không cần điều kiện là tác dụng với acid. Nếu, xin lỗi, tác dụng với base. Các tính chất khác cần phải có điều kiện của phản ứng. Đó là tác dụng với kim loại trước H, tác dụng với các muối tan để tạo muối mới và base mới. Ngoài ra còn có thể tác dụng với các basic oxide và không cần điều kiện của phản ứng, acid tác dụng với basic oxide tạo muối. Các em về nhà sẽ luyện tập bài 1 trên 43 để hoàn thành tính chất hóa học của các loại hợp chất này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập về cách giải toán hóa học. Bài thứ nhất, cho 0,1 mol kim loại zinc ZN vào dung dịch HCl dư, khối lượng muối thu được là bao nhiêu? Đề bài chỉ cho một dự kiện là số mol của ZN, vậy đây là toán cơ bản. Các em sẽ viết phương trình ra và dựa vào tỷ lệ số mol để tính. Khối lượng muối là khối lượng ZnCl2. Nhìn như phương trình, chúng ta thấy số mol ZnCl2 bằng với số mol ZN, hệ số như nhau, tức là bằng 0,1 mol. Vậy lấy số mol nó nhân M lớn thì sẽ được khối lượng của muối. Bài thứ hai, cho 0,2 mol calcium oxide CaO tác dụng với 500ml dung dịch hydrochloric acid HCl 1M lớn, khối lượng muối thu được là bao nhiêu? Bài này cũng yêu cầu tính khối lượng muối, nhưng đề cho hai số liệu. Cho 0,2 mol CaO 500ml dung dịch HCl1M, tức là cho thể tích dung dịch, cho nồng độ mol của dung dịch.
Vậy từ hai dữ kiện này, chúng ta sẽ tính được số mol của HCl. Mà khi tính số mol HCl theo công thức CM thì V đó phải đổi ra lít. Do đó chúng ta đổi 500ml này sang lít, rồi từ đó tính số mol bằng cách lấy V nhân CM. V là 0,5 nhân CM là 1 bằng 0,5 mol. Cái chỗ này là 0,5 nha các em, chỉnh lại dùm thầy chút xíu. Sau đó viết phương trình. Có số mol HCl là 0,5 mol, có số mol CO là 0,2 mol. Vậy là có hai cái số mol của hai chất phản ứng. Chúng ta sẽ không biết lấy số mol nào để thế vô tính khối lượng muối. Dạng toán này là dạng toán dư. Chúng ta phải lập bảng so sánh. Trước khi lập bảng so sánh, các em sẽ chừa cho thầy 4 dòng. Điền hệ số xuống, tức là tỷ lệ số mol chuẩn trong phương trình. Ban đầu, chúng ta có 0,2 mol CaO theo đề. 0,5 mol HCl vừa tính. Chưa có sản phẩm. Ban đầu đâu có phản ứng cho nên không có mol nào của sản phẩm cả. Khi phản ứng xảy ra, trong quá trình phản ứng thì số mol nào sẽ phản ứng hết, chúng ta sẽ lập bảng so sánh bằng cách lấy cái số mol ban đầu chia cho hệ số. Lấy số mol ban đầu chia hệ số của đúng chất đó. CaO là lấy 0,2 chia 1. HCl là lấy 0,5 chia 2. Chúng ta thấy bên HCl có thương lớn hơn. Vậy HCl nó dư, còn CaO hết và sẽ tính theo 0,2 mol của CaO đã bị hết. Tại sao? Tại vì khi CaO 0,2 mol này hết thì muối không thể sinh ra được nữa. Một trong hai chất hết thì phản ứng sẽ kết thúc. Vì vậy toàn bộ lượng muối này sẽ được tính theo số mol của CaO đã hết. Chúng ta thế vô phương trình 0,2 mol CaO nhân 2 chia 1, nhìn tỷ lệ phản ứng. Số mol HCl gấp đôi số mol CaO và nhân 2 lên là 0,4. Số mol CaCl2 bằng số mol CO, nhìn hệ số 1,1, vậy nó bằng 0,2 luôn, nước cũng vẫn 0,2. Sau phản ứng, chất tham gia phản ứng sẽ bị mất đi. Theo bài học ở lớp 8 chúng ta đang học, ở bài phản ứng hóa học, mà mất đi chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? Phép tính trừ, lấy ở trên trừ dưới, lấy 0,2 trừ 0,2 thì sẽ ra 0. Bên HCl lấy 0,5 trừ 0,4 ra 0,1. Đây là số mol sau phản ứng của HCl, rõ ràng CaO hết. CaCl2 và nước là những chất sinh ra mà theo chúng ta đã biết thì lượng sản phẩm sẽ tăng dần, tức là nó thêm dần. Thì khi thêm chúng ta sẽ thực hiện phép tính như vậy, phép tính cộng, lấy 0 cộng 0,2 ra 0,2, 0 cộng 0,2 ra 0,2 luôn. Vậy nhìn vô sau phản ứng chúng ta sẽ thấy nè, sau phản ứng mình có 0,1 mol HCl, 0,2 mol CaCl2, CaCl2 là nước, là muối, và 0,2 mol nước. Đề bài yêu cầu tính khối lượng muối thu được. Vậy lấy số mol này nhân với M lớn thì sẽ ra khối lượng muối thu được. Các em có hiểu thầy nói không? Nếu có thắc mắc gì thì gọi qua Zalo của thầy nhé. Bài số 3. Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CaCl2 với dung dịch có hòa tan 20g NaOH, lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng được kết tủa và nước lọc, nung kết tủa đến khối lượng không đổi. A nhỏ, biết các phương trình hóa học xảy ra. B, tính khối lượng các chất rắn thu được sau khi lọc, sau khi nung. C, tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc. Bài này các em phải nắm vững bản chất hóa học thì mới hiểu đề hỏi cái gì. Bây giờ thầy sẽ giúp em tìm hiểu về mặt hóa học trước nhé. Khi chúng ta trộn CoCl2 với NaOH sẽ xảy ra phản ứng thứ nhất. CoCl2 tác dụng NaOH tạo thành COOH 2 lần kết tủa và NaCl. Như vậy, cái kết tủa mà đề nói ở đây á là COOH 2 lần. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng là lọc hết mấy cái chất này ra. Mà khi lọc thì kết tủa sẽ bị giữ lại và nước lọc nằm xuống dưới. Nước lọc sẽ chứa những chất tan. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi, tức là chúng ta sẽ nung tiếp COOH 2 lần. Base không tan khi nung lên
nhiệt phân sẽ tạo thành basic oxide với nước. Rồi, vậy đề yêu cầu tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung thì chất rắn đó là cái nào? Đó chính là CuO. Tính khối lượng của các chất tan có trong nước lọc. Phần này sau khi giải quyết xong phần bài toán chúng ta mới biết là trong nước lọc có những chất tan nào. Nhưng chắc chắn là theo em sau khi lọc nó sẽ có cái chất gì trong đây? Cái này nè. Cái này là cái tổ rồi. Vậy nó sẽ chắc chắn có NaCl. Nhìn vô đề bài chúng ta thấy có số mol CuCl2. Đây, phản ứng thứ nhất. Có khối lượng NaOH. Mà từ khối lượng NaOH chúng ta sẽ đổi ra được số mol NaOH bằng cách chia cho m lớn của nó được 0,5 mol. CuCl2 có số mol là 0,2. NaOH có số mol là 0,5. Có số mol của hai chất tham gia phản ứng. Vậy đây là dạng toán gì? Toán dư. Rồi nhìn vô phương trình. Các em có thể làm theo kiểu này vẫn được, nhưng vẫn phải lập bảng so sánh lượng dư nhé. Theo phương trình thì 1 mol CuCl2 tác dụng với 2 mol NaOH. Nhìn vô tỷ lệ số mol chúng ta thấy số mol NaOH nó chỉ cần gấp đôi số mol CuCl2 thôi. Hai con số này bé, các bạn có thể so sánh dễ dàng được. CuCl2 là 0,2, còn NaOH tới 0,5. Vậy chắc chắn cái nào dư? NaOH sẽ dư. Chỉ cần gấp đôi thôi em. Mà ở đây 0,5 là nó sẽ dư. CuCl2 phản ứng hết. Các bạn lập bảng so sánh như lúc nãy nhé. Lập cái bảng so sánh giống vậy cho thầy. Bổ sung cái bảng so sánh nó vô đây. Nếu CuCl2 hết thì chúng ta sẽ thế số mol CuCl2 vào đây để tính. Chuyển nó về bài toán cơ bản. 0,2. Vậy nhìn vô phương trình thì số mol của CuOH 2 lần là số mol của cái tủa nó bằng với số mol CuCl2 tỷ lệ 1:1 nè, tức là bằng 0,2 mol luôn. Có nghĩa là chúng ta chỉ nung có 0,2 mol CuOH 2 lần thôi để tạo chất rắn thu được sau khi nung là CuO. Lại nhìn vô phản ứng, chúng ta thấy số mol nó bằng nhau. Số mol CuO bằng với số mol CuOH 2 lần, tức là bằng 0,2 luôn. Vậy lấy số mol nhân m lớn thì được khối lượng chất rắn sau khi nung là 16 gram. Câu C. Mình đã nói là NaOH dư, mà NaOH này nó tan. Vậy sau khi lọc thì dung dịch nó sẽ có NaCl sinh ra nè. Và NaOH dư luôn, có hai chất này. Chất tan trong nước lọc sẽ gồm có NaOH dư và NaCl. CuCl2 này phản ứng hết 0,2 rồi, không có. Vậy khối lượng, muốn tính được khối lượng NaOH dư thì phải có số mol dư. Mà từ số mol dư thì nó sẽ bằng số mol ban đầu trừ cho số mol phản ứng của NaOH. NaOH nó gấp đôi số mol CuCl2, tức là lấy 2 nhân 0,2 là nó ra 0,4. Trừ ra sẽ còn 0,1. Vậy suy ra khối lượng NaOH thì lấy số mol nhân m lớn ra 4 gram. Còn khối lượng NaCl thì lấy số mol của nó. NaCl gấp đôi số mol CuCl2 tức là bằng 0,4. Nhân cho m lớn thì ra 23,4 gram. Về nhà các em viết bài vào tập. Làm bài 1 trang 43 như lúc nãy thầy đã nói. Và làm thêm một dạng toán dư này nhé. Lưu ý có thêm câu C để cho các bạn suy nghĩ làm bài. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp các em ở những tiết học sau.